Tăng Thanh Hà mang bầu lần hai. Một người bạn của nữ diễn viên cho biết cô đang trong giai đoạn giữa thai kỳ. Nguồn tin cho biết Tăng Thanh Hà mang thai bé gái ở tháng thứ 6. Và như lần trước, cô chỉ chia sẻ tin vui với một số bạn bè thân thiết. Thông tin Tăng Thanh Hà mang bầu rộ lên từ giữa tháng 8 khi cô dự buổi ra mắt phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể với bộ váy xuân tối màu, che khéo vòng hai. Trong những lần xuất hiện hiếm hoi sau đó, nữ diễn viên thường lấy tay che vòng hai khi tạo dáng và mang những đôi giày đế thấp. Cô còn than thở trên trang cá nhân rằng bản thân cần uống nhiều sữa bột để tăng cân. Bạn bè của nữ diễn viên chia sẻ, vợ chồng cô rất thích nhà đông con, vì thế nhiều khả năng họ sẽ lên kế hoạch để sinh hơn hai bé. Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Họ đã có con trai hơn 1 tuổi và bảo vệ con kỹ trước các phương tiện truyền thông. Cô chưa bao giờ chia sẻ rõ mặt ảnh con trai. Từ khi kết hôn, Ngọc Nữ mang ảnh vì chọn cách rời xa showbiz, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện mang tính cộng đồng hoặc do bạn bè thân thiết tổ chức. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!